Jenny và Quốc Dũng xin thân ái kính chào quý khán giả của Đài truyền hình Việt Mỹ. Sau đây là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Tổng thống Philippines thay đổi chính sách ngoại giao. Các nhà phân tích chính trị và các bình luận gia tại Philippines nói Tổng thống Rodrigo Duterte đang chuyển hướng chính sách ngoại giao về phía lập trường dân tộc nhiều hơn, đánh dấu một sự chuyển hướng so với các nhà lãnh đạo gần đây của Philippines. Chứng cứ mới nhất về khuynh hướng này là bài diễn văn đọc trước các công chức ngày hôm qua khi ông Duterte kêu gọi Hoa Kỳ rút các cố vấn quân sự Hoa Kỳ ra khỏi miền nam đảo Mindanao, nơi quân đội Philippines đang chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy Hồi giáo. Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ có mặt tại vùng này để giúp những cuộc hành quân chống khủng bố kể từ năm 2002. Ông Duterte nói chừng nào mà chúng ta còn đứng về phía Hoa Kỳ, chúng ta sẽ không bao giờ có hòa bình tại Mindanao. Chúng ta có thể phải bỏ cuộc. Ông nói từ lâu ông muốn duyệt xét lại chính sách ngoại giao, nhưng ông không thể làm được gì vì ông không muốn gây ra sự bất hòa với Hoa Kỳ. Nhưng các binh sĩ Mỹ đã phải ra đi. Ông cảnh báo là nếu người Mỹ có mặt trong vùng, họ sẽ bị bắt làm con tin hay bị giết. Trong khi đọc diễn văn, ông Duterte đưa cao những bức ảnh và những báo cáo về việc các binh sĩ Hoa Kỳ vào năm 1906 bị cáo buộc tàn sát những người Hồi giáo trong một vụ nổi dậy chống lại sự cai trị của người Mỹ. Chính quyền Duterte đã tìm cách làm dịu sự căng thẳng đối với Trung Quốc qua những cuộc thảo luận về tranh chấp tại Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino trước đây đã đưa vụ tranh chấp ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế The Hague. Philippines và Hoa Kỳ đã củng cố các mối quan hệ quân sự trong những năm gần đây khi căng thẳng về Biển Đông trong vùng tăng cao. Vào năm 2014, hai nước ký một thỏa thuận quân sự 10 năm và vào tháng 3 năm nay, trước khi ông Duterte đắc cử tổng thống, Hoa Kỳ và Philippines đã ký một hiệp ước mở đường cho sự hiện diện quân sự thường trực mới của quân đội Hoa Kỳ, trong đó có một căn cứ tại Mindanao, trung tâm nổi dậy kéo dài từ lâu của người Hồi giáo. Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Duterte quan tâm đến việc hủy bỏ thỏa thuận quốc phòng Hoa Kỳ-Philippines. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines là Perfecto Yasay và các nhà lãnh đạo quân đội cao cấp Philippines nói nhận xét của ông Duterte không phải là một dấu hiệu cho thấy những thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Philippines sẽ bị hủy bỏ. Kính thưa quý vị, là Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị Mỹ bắt giáo sĩ Gulen. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba 13 tháng 9 cho hay chính phủ nước này đã gửi đề nghị chính thức đầu tiên đến Hoa Kỳ đòi bắt giữ một giáo sĩ bị cáo buộc đã lãnh đạo cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần cáo buộc ông Fethullah Gulen đứng đằng sau âm mưu đảo chính khiến ít nhất 270 người chết. Tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đề nghị rằng bằng văn bản gửi đến Hoa Kỳ cáo buộc rằng ông Gulen đã ra lệnh và chỉ huy vụ đảo chính. Trong nhiều tuần qua, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu dẫn độ ông Gulen, song họ chỉ nói một cách không chính thức. Ông Gulen, 75 tuổi, đã tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 1999. Ông phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào vào cuộc đảo chính bất thành này. Các quan chức Hoa Kỳ đã nói rằng bất kỳ việc dẫn độ nào cũng sẽ phải được phê duyệt trong hệ thống tòa án của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Tin từ Brazil, nghị sĩ thúc đẩy việc truất phế Tổng thống Rousseff bị mất ghế. Hôm thứ Hai, 12 tháng 9 vừa qua, Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu bãi nhiệm nghị sĩ đã đứng đầu thúc đẩy việc truất phế cựu Tổng thống Dilma Rousseff. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Eduardo Cunha có kết quả áp đảo là 450 trên 10 phiếu. Ông bị cáo buộc đã dối trá về việc có tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ. Ông Cunha đã nói tài sản của ông được cất giữ trong một quỹ tín thác mà ông không kiểm soát. Trong một vấn đề riêng rẽ, ông Cunha đã cũng có liên quan đến những cáo buộc tham nhũng dính líu đến công ty dầu khí quốc danh là Petrobras. Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu hồi tháng trước bãi nhiệm bà Rousseff vì vi phạm luật ngân sách liên bang. Bà Rousseff đã bị cáo buộc đã sử dụng trái phép tiền từ các ngân hàng nhà nước để trang trải thâm tục ngân sách liên bang trong một nỗ lực để thúc đẩy tiếng tăm của bà khi bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2014. Bà phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào trong vấn đề này và nói rằng các đối thủ chính trị của bà đã sử dụng phiên tòa như một cách để lật đổ bà và phá hoại nền dân chủ của Brazil. Kính thưa quý vị, là cảnh sát đã đàn áp biểu tình ở Âu Khảm tại Trung Quốc. Cảnh sát chống bạo động Trung Quốc hôm thứ Ba 13 tháng 9 đã đụng độ với người dân của làng Âu Khảm ở ven biển miền Nam Trung Quốc. Nơi này từng được coi là biểu tượng về dân chủ cơ sở, nhưng đã trở thành một điểm nóng của các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Những người biểu tình ở Âu Khảm
tỉnh Quảng Đông hiện đang giận dữ về bản án được tuyên hồi tuần trước đối với vị cựu trưởng làng Lâm Tổ Loan. Ông là người đã đòi bồi thường cho những vùng đất bị các quan chức đảng Cộng sản tịch thu. Những người biểu tình thề sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ông được thả ra khỏi nhà tù. Nhà chức trách muốn chấm dứt các cuộc biểu tình và họ đã tiến hành đột kích trong đêm để dập tắt bất ổn. Bắt giữ 13 dân làng với cáo buộc là họ đã xúi dục đám đông cũng như đã hăm dọa và gieo rắc tin đồn để kích động mọi người tham gia các cuộc biểu tình của làng. Chính quyền đã nhanh chóng xóa những thông tin về các cuộc biểu tình xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, vào thứ Ba, dân làng dường như đã thành công trong việc đưa lên mạng các đoạn video. Một đoạn video cho thấy một vụ đụng độ vào buổi trưa giữa cảnh sát chống bạo động và người dân. Nhiều người trong số họ đã trút giận bằng cách ném đá vào cảnh sát, còn cảnh sát đã bắn đạn hơi cay và nắp túm tụm đằng sau tấm lá chắn. Một đoạn video khác cho thấy cảnh sát chống bạo động đã xông vào nhà một người dân làng trước bình minh và bắt một người bị tình nghi khi người này đang ngủ. Nhà chức trách ở thành phố Lục Phong đã tuyên bố rằng họ bắt giữ 13 người, trong đó có các lãnh đạo cuộc biểu tình, vì bị tình nghi tụ tập trái phép và gây rối trật tự công cộng. Nhưng các nhà phân tích nói rằng cuộc đột kích của cảnh sát là không phù hợp và cũng không hợp pháp, kính thưa quý vị. Đài Loan tái nộp đơn làm thành viên Liên Hiệp Quốc. Đài Loan vừa đề nghị các đồng minh ngoại giao của mình gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lá thư đề nghị được tham gia vào 3 cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Đây là một đơn đề nghị làm thành viên có mức độ mạnh mẽ khác thường, đáp lại áp lực trong nước về việc phải có những thành tựu quốc tế hơn nữa, nhưng chắc chắn đơn này sẽ bị Trung Quốc bác bỏ. Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba, 13 tháng 9, cho biết Đài Loan nộp đơn xin tham gia Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng thông dân dụng quốc tế vốn tập trung vào an ninh hàng không và Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Bộ nói trong một tuyên bố rằng Đài Loan có thể đóng góp với cả 3 cơ quan vì lợi ích chung của cả thế giới. Đài Loan cũng muốn tham gia cùng các thành viên của Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực để đến năm 2030 đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức này. Trong đó bao gồm việc giảm nghèo, đói cùng cực và kiểm soát nhiều hơn đối với biến đổi khí hậu. Đơn xin tham gia Liên Hiệp Quốc đầu tiên của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có tính chất mạnh mẽ nhất trong 7 năm qua, nhưng chắc chắn sẽ bị từ chối vì sự phản đối của Trung Quốc. Các quan chức Bắc Kinh không coi Đài Loan tự trị là một quốc gia có quyền thành viên Liên Hiệp Quốc. Họ chỉ coi đó là một phần lãnh thổ của họ. Họ nhấn mạnh Trung Quốc và Đài Loan rồi cuối cùng thì cũng sẽ thống nhất, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Đài Loan đều phản đối. Đài Loan với tên về mặt pháp lý là Trung Hoa Dân Quốc đã rút khỏi Liên Hiệp Quốc năm 1971 khi Trung Quốc to lớn hơn nhiều đạt được thắng lợi ngoại giao. Trung Quốc hiện có hơn 170 đồng minh ngoại giao so với 22 của Đài Loan. Điều này giúp Trung Quốc có ảnh hưởng rộng lớn ở tổ chức quốc tế ngày nay. Nhận định về việc Đài Loan xin tham gia Liên Hiệp Quốc, nỗ lực này sẽ không có kết quả nào, đó là một vấn đề mang tính biểu tượng. Kính thưa quý vị, tin sau đây có liên quan đến Canada, là một thẩm phán đã chỉ trích nạn nhân bị hãm hiếp không khép đầu gối. Một thẩm phán Canada đã đối mặt nguy cơ bị đuổi việc vì chỉ trích cô gái bị hãm hiếp không hành động để bảo vệ bản thân và nghi nạn nhân muốn quan hệ. Tại sao cô ta không khép đầu gối lại? Tại sao không ngồi bệt mông xuống bồn để anh ta không xâm nhập vào được? Thẩm phán Robin Kem đã hỏi nạn nhân trong phiên xử kéo dài 5 ngày hồi tháng 6 năm 2014, theo tờ Washington Post. Thì ông Kem cho rằng các thiếu nữ lúc nào cũng muốn quan hệ tình dục, đặc biệt là khi họ say rượu. Ông còn nói thêm, đôi khi quan hệ gây đau đớn và đó không nhất thiết là chuyện xấu. Lúc đó thì ông Kem đang làm thẩm phán tòa hình sự ở thành phố Calgary thuộc tòa án tỉnh Alberta. Năm ngoái thì ông được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa liên bang. Trong phiên xử, cô gái 19 tuổi cáo buộc Alexander Wager là người Calgary đã cưỡng hiếp mình trong bồn tắm ở một bữa tiệc. Thẩm phán Kem đã xử Wager trắng án vào tháng 9 năm 2014. Cô gái kháng cáo và tòa phúc thẩm đã chấp nhận, đồng thời bác bỏ phán quyết của Kem. Wager sẽ bị xét xử lại vào tháng 11 tới. Hội đồng Tư pháp Canada đã lập Ủy ban điều tra thẩm phán Kem vào tháng 11 năm 2015, sau khi đã nhận được đơn khiếu nại của 4 giáo sư luật học về lời nhận xét gây tranh cãi của ông trong vụ kiện trên. Họ khiếu nại ông đã đưa ra nhận xét thô lỗ và có tính xúc phạm, thể hiện sự coi thường và tầm thường hóa bản chất đơn kiện. Ông cũng bị khiếu nại đã đưa cả giả định, khuôn mẫu về cách một người phải hành động khi xâm hại tình dục. Nạn nhân trong vụ kiện nói rằng những lời nhận xét của thẩm phán Kem
khiến cô căm ghét bản thân. Ông ấy làm tôi cảm thấy đáng lẽ mình phải hành động kiểu khác. Như thể tôi là gái điếm, cô ta nói. Bản thân con gái của ông Kang từng là nạn nhân bị hiếp dâm, cũng cho rằng lời bố nói đáng hổ thẹn. Tuy nhiên, cô bày tỏ luôn ủng hộ bố mình. Thẩm phán Kang, 64 tuổi, đã xin lỗi vì nêu nhận xét thiếu nhạy cảm và không phù hợp. Tuy nhiên, ông nói rằng mình đáng được tha thứ vì chưa từng được đào tạo về phương pháp xét xử những vụ xâm hại tình dục hoặc học về lịch sử và hiện trạng các vụ tấn công tình dục. Ông Kemp sẽ có mặt trong phiên điều trần vào ngày 13 tháng 9 ở tòa án Calgary. Ủy ban sẽ ra kết luận có đuổi việc ông Kemp hay không vào tuần tới, kính thưa quý vị. Thủ tướng Anh là David Cameron giả từ chính trường. Cựu Thủ tướng Anh David Cameron ngày 12 tháng 9 tuyên bố rút lui khỏi Quốc hội, chấm dứt sự nghiệp chính trị chỉ vài tuần sau khi ông tuyên bố từ chức Thủ tướng sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit hồi tháng 6. Ông Cameron cho biết ông đã thông báo với Thủ tướng Theresa May về quyết định rút lui này. Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Cameron nói ông cảm thấy sự hiện diện của ông tại Quốc hội có thể là sự cản trở cho chính phủ. Ông Cameron cũng bác bỏ ý kiến cho rằng việc ông từ chức có liên quan đến quyết định hồi tuần trước của bà May trong ngành giáo dục. Cụ thể, bà May đã quyết định cho các trường học công do nhà nước tài trợ có quyền quy hoạch lại các môn học theo khả năng của học sinh. Tôi hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Theresa May và tin tưởng chắc chắn rằng nước Anh sẽ đi lên dưới sự lãnh đạo của bà ấy, ông Cameron nói. Hồi tháng 6, ông Cameron đã tuyên bố từ chức Thủ tướng chỉ vài giờ sau cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số người Anh ủng hộ rút khỏi Liên minh châu Âu, EU hay còn gọi là Brexit. Hãng tin AFP cho rằng quyết định rút lui của ông Cameron là quá bất ngờ bởi thông thường các cựu thủ tướng vẫn ở trong Quốc hội Anh trong nhiều năm. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, kính thưa quý vị.